Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Bộ Tạc Dinh Mỹ. Thì đã mấy ngày gần đây mình đã kêu muốn trải nghiệm cái game này cùng anh em nhưng mà không có thời gian. Thì hôm nay mình phải nhiệt tình, mình test thử con game này. Mình thấy dạo này trên YouTube rất là nhiều bạn, rất là nhiều người làm cái game này mà mình thấy nó mắc cười quá. Vô đánh cái bài bài ma thuật gì đó mà mình thấy mấy cái con quái thú nó đẹp đẹp. Hôm nay mình sẽ test thử game Yugi H5. Web của nó là Yugi H5.com. Thì mình sẽ để qua bên link ở bên dưới nha. Anh em nào muốn chơi hoặc là các bạn thích thì các bạn để lại comment nói cho mình biết. Mình sẽ đặt tên cho cái game này là Yugi H5N1. Mình sẽ lấy cái tên dịch cúm gia cầm mình cho vào đây. À, biểu nó có cái chữ H5 chị, nó liên quan là mình đặt thôi. Yugi H5N1. À, anh em xem clip như thường lệ thì cũng like video cho mình, subscribe và cái quảng cáo nha, cái nhiệt tình cho mình. Và nếu mà anh em thích cái game này thì để lại comment, mình sẽ tiếp tục ra series part 2. Hiện tại thì nó đã ra tới 4 server, 3 server rồi. Server 4 đó là triệu hồi Demon, mình sẽ đăng ký và mình sẽ chơi cho anh em coi. Rồi, mình sẽ chơi server triệu hồi Demon. Cái gì vậy? Này là gì đây? What? Trôn à? Vậy chắc là 3 server thôi chứ. Ok. Hiện tại thì mình cũng chưa biết đăng ký ở đâu nữa, chơi ngay thôi. Ủa gì vậy? Ủa cái gì? Mình chưa có đăng nhập hết mà. À, đăng nhập bằng Facebook được nè các bạn. Ok, mình đăng nhập bằng Facebook nha. Úi trời ơi. Rồi, ok, mình đã đăng nhập thành công rồi. Để mình kéo cái màn hình ra cho anh em thấy rõ nha. Game này là chơi trên web, không có cần phải tải tiết cho nên anh em cứ truy cập vào web là chơi được thôi. Quái. Cái màn hình nó rộng thế. Ủa đăng nhập rồi mà. Đùa à. Rồi, thấy subscribe rồi đó. Thấy là thấy subscribe rồi đó. Login. À đủ, đơ luôn. Quay lại đi, quay lại. Rồi ok, mình đã truy cập được rồi anh em. Có điều thì bây giờ chúng ta chọn server nha. Hiện tại thì có thấy chưa? Mình biết mà, có 4 server. Triệu hồi Demon là server mới nhất cho nên mình sẽ chơi triệu hồi Demon. Gì? Rồi, triệu hồi Demon. Bắt đầu. Nhìn hình ảnh có vẻ ghê đấy. Game này mình chưa chơi bao giờ. Vậy thành to đây. Đến lần thất bại. Kích hoạt web hồi sinh. Trong mắt xanh vậy. To đấy. Cần phải chỉnh âm thanh. Âm thanh nó to quá mình không biết cách nào chỉnh nhỏ nha. Hãy dung hợp nào ba rồng mắt xanh. À, tức là cái lá bài này chúng ta sẽ có tác dụng là chúng ta dung hợp cho ba con rồng mắt xanh trên kia hả? Ôi trời ơi. À, nó kết hợp lại được kìa bạn, thành ba đầu luôn, ghê thật. Thi triển phép thuật đôi. À, phép thuật đôi là cái gì? Ủa, cái này là gì? Dùng hồi sinh kiếm sĩ diệt rồng. Ồ, cái gì vậy? Hồi sinh. À, cái lá bài đó là hồi sinh. Wow. Đây là dũng sĩ diệt rồng đó hả? Ủa cái gì vậy? Thật sự là mình không hiểu gì luôn. Nó nhảm vậy. Ok. Nó làm gì á? Ui, tấn công mình à? À, một lá bài 7. What? Hấp thụ. Rồi ok, mình không hiểu gì luôn. Game này vui nha. Rồi nó đã biến thành một một đầu rồi. Cái vậy? À, có nghĩa là bị phân tách lại đó hả? What? Mình thành chán vãi. Tắt hết luôn cho lành. Ok, tức là chúng ta sẽ phân tách lại được con ba con rồng này lên ba. Ủa, vậy chứ? Ớ. Vậy. Chiến chết luôn. Mình vẫn không hiểu tại sao. Rồi chuyện win luôn. Bạn có muốn bỏ qua đoạn giới thiệu này không? Đồng ý. Rồi mình sẽ bỏ qua luôn nhé. Mình khỏi là mình không hiểu gì luôn. Nhưng mình sẽ chọn nhân vật Yugi. Thằng này là gì? Kaiba. Thằng này là Junichi á. Nó có cái con gì ấy? Giống như chú hề. Wow, mình sẽ chọn con nào đây ta? Ai đẹp ta? Yugi hả? Thôi mình chọn thằng này đi.
Rồi, mình sẽ đặt tên là Kisame. Đọc ấy. Gì vậy? Me không hợp lệ hả? Tại sao lại không hợp lệ? Đắc lộc. Không hợp lệ thì mình sẽ đặt bên khác đi. 500 là một con em. Đó, được rồi nè bạn. Ồ, mình không biết chỉnh âm thanh đâu nhỉ. Âm thanh, ui vậy. Bộ bài đầu tiên. Chúng ta được quá trời con luôn. Wow. Mình sẽ xem xét một cái con này. Đây là kiếm khách Masaki. Tác dụng là gì? Tộc chiến binh miêu tả là kiếm kiếm khách nổi nổi danh trong truyền thuyết. Trong cùng bộ bài được có tối đa 3 lá. À, có thể kết hợp nữa bạn. Đấu sĩ lửa, chúng ta sẽ kết hợp thành tay kiếm lửa thiên. Rồi ngon. Đấu sĩ lửa nè, mình có hai con nè. Rồng yêu tinh, rồng bay. Băng. Hồn, hồn áo giáp. Năng lượng thần thánh. Rồi một số cái này. Rồi, mình không biết lá bài gì đây nữa, cá sấu rồi các thứ nữa các bạn. Khủng long hai đầu. Cá mập trắng. Ui giời, Kisame của anh đấy mà. Wow, rất là nhiều skin luôn các bạn. Đó là siêu đẹp luôn. Đây là lá bài 7 hả? Ân huệ của thần, để mình coi coi. Khi đến lượt phe ta tăng 500 LP. LP là gì? Ok, mình không hiểu LP là gì, nhưng mà mình sẽ xem một số lá bài 7. Ống phép thuật. Quái của đối phương tấn công trực tiếp vào LP sẽ kích hoạt chuyển tổn thất điểm LP cho đối phương. Wow, tức là hoán đổi các bạn. Đây là nhân bản. Khi đối phương triệu hồi quái sẽ kích hoạt triệu hồi đặc biệt một quái cùng tên. Với triệu hồi đặc biệt không có kỹ năng, sau đó bài này sẽ trang bị lên quái. Khi trang bị này phá hủy thì quái nhận được trang bị cũng bị phá hủy. Ôi trời, khó hiểu quá. Game này hơi nhọc nhằn chút, anh em cần phải, mình nghĩ là cần phải suy tư nhiều đấy. Ồ, cái này là cái gì đây? Quá trời đẹp luôn em ơi. Nếu như là nhìn mấy con rồng này phê quá. À, chúng ta sẽ mua 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 gói hả? Giống như là chiêu mộ tướng đó bạn. Ồ, được ba con, được ba con. Wow, gì đây? Rương tử thần. Tác dụng là gì? Đây là bài phép. Trên sân hai bên đều có quái có thể kích hoạt phá hủy một quái đối phương, đổi lại đối phương sẽ nhận lại ngẫu nhiên một quái từ sân phe ta. Ui sao nhảm vậy? Dung hợp. Triệu hồi đặc biệt một quái dung hợp từ bộ bài dung hợp, có thể sử dụng các quái từ tay hoặc sân để làm nguyên liệu dung hợp. Không hiểu lắm, mình không hiểu lắm. Đây là chiến sĩ hỏa tiễn. Rồi ok, tác dụng gì không? Quá trời luôn. Rồi trở về có đánh nhau gì không, để mình đi đánh thử coi cho mình rành xíu ấy. Bổ bài chúng ta lắp vào hả? Chắc thế. Ok, kéo xuống để chúng ta trang bị vào nha anh em. Quá trời bài luôn á, nhìn hình đẹp vãi luôn. Phiêu lưu, à đánh phó bản hả? Ok, chú hề ma quái là phó bản đầu tiên mình sẽ đi này để mình chiến đấu để coi sao. Game này thật sự mình không biết chơi luôn á, không biết gì luôn, mình chưa bao giờ ghi chơi một cái game nào tựa như vậy luôn. Rồi để mình coi coi, mình đang có rồng bay hả? Rồng trắng mắt xanh, con này tới 1 2 3 4 5 6 8 sao lận. Chúng ta chỉ được mang một con 3 sao hay 4 sao vào thôi thì phải. Vậy thì mình sẽ mang con rồng bay này vào. Ủa không được luôn hả? Rồi được mà, 4 sao là được nha anh em. Rồi gì nữa không? Bài phép là rương tử thần hả? Mình sẽ cho. Ủa không được. Chúng ta nhấp vào đây hả? À, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Tấn công nó, tấn công nó hả? Quái này không thể tấn công. Đùa anh à. Vậy thì mình mang cái nào vào? Này hả? Ok, cho con cá mập này ra đi. Ok vậy. À, chúng ta triệu hồi là xong, chúng ta sẽ nhấp kết thúc. Ok, lượt chúng ta coi như xong. Ok vậy. What? Thanh niên có cái con gì vậy? Sao thanh niên có thể triệu hồi được vậy? Đùa anh à. Rồi mình sẽ chọn cái bài này lên, không biết có được hay không nữa. Ok, kéo này được không? Không được. Được, mình sẽ thả con này ra. Rồi xong, chúng ta sẽ đánh nó. Ồ, mình là K4 còn nó 1K nên mình đánh nó thì chắc chắn nó sẽ chết rồi. Mày chết đi, mày láo vào con của mình sẽ đánh vô cái điểm này của nó. LP của nó sẽ bị trừ, còn có 6.400 thôi. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc lượt. Rồi. Con này 1.200 hả? 1.200 rồi đánh với mình à. Mình vừa nhận được một con mới là con rồng linh hồn. Con này có tác dụng là gì vậy? 4 sao hả?
không biết là có nên mang ra hay không đây nữa. Ok, mang ra đi, nhìn thấy vẻ đẹp đó các bạn. Ủa cái vậy? Triệu hồi DB. DB là cái gì? Tao để mình coi là tác dụng đó đã. Ngẫu nhiên bỏ một lá bài quái tộc rồng, tiến hành triệu hồi đặc biệt, tăng 500 công thủ. Trời! Sao nãy mình không triệu hồi nha? Mình thật là vãi chưởng thiệt. Rồi, con ngàn tư của mình giết được con này chắc rồi. Con này của mình sẽ đánh vô cái điểm này. Đánh vô điểm này. Đó. Nó chỉ còn 3.300 thôi. Có cái rương tử thần này sao? Trên sân hai bên đều có quái có thể kích hoạt. À, phải có hai bên đều có quái mới kích hoạt được. À, kết thúc đi. Ui trời, có 8 sĩ thôi làm gì, còn là con gì, những người rừng ấy, chiến binh lửa tím. Trời ơi, lửa tím à, mình vừa nhận được năng lượng thần thánh. Ủa con kia của mình đâu rồi ta? Mình nhớ mình có một con 7.6 sao mà. Ủa nó nằm đây rồi. Ủa sao chết rồi? What, mấy con mạnh của mình sao lại nằm trong mỏ rồi? Đùa anh à, con này sẽ, cái lá này sẽ tăng phá hủy một quái đối phương, đổi lại đối phương sẽ nhận lại một như một quái từ sân phê ta. Thôi bỏ đi, mình không muốn cái này. Cái này là cái gì? Triệu hồi đặc biệt một quái dung hợp, từ một bài dung hợp có thể sử dụng quái từ tay hoặc sân. Cái này là dung hợp các bạn. Hiện tại phép này không có hiệu lực. Ok, mình sẽ cho thêm một con ra sân nữa. Con này công 1.000 năm ngon nè. Rồi tụi mày xác chưa biết xác định đi nữa. Đầu tiên mình sẽ đánh con này trước. Rồi sau đó mình sẽ dùng ba con này để đánh vô. Ôi chết luôn rồi. Trời ơi, quá khỏe. Ôi trời ơi. Thế bạn, cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta nghiên cứu một chút thì chúng ta sẽ đánh được thôi. Này, cái gì đây? Thành tựu hả? Chúng ta đã có thành tựu rồi các bạn ơi. Ok, điểm lại được triệu hồi nữa nè các bạn. Chúng ta có bộ bài mới. Quá ngon, quá ngon. Đồ. Quá ngon. Gì đây? Người cá bắn cung. Công là 1.400 luôn. À, khóa tấn công là sao? Nó đang tấn công á. Chuyển một quái đối phương đang thế tấn công sang thế phòng thủ. À, tức là mình không cho nó tấn công được. Dễ hơn. Khóa phòng thủ. À, phòng tương tự thôi. À, ok. Có mấy con này đẹp vãi luôn á. Đây là rồng kim cương hả? Rồi, nó bắt mình làm để hướng dẫn nữa chứ. Bổ bài. Kéo xuống. Kéo xuống chứ dày, anh rành quá rồi. Không cần phải nói đâu. Ủa, dung hợp. Wow. Rồng đế vương. Con này là kết hợp của rồng bay và rồng yêu tinh. Làm sao để kết hợp ta? Ủa, mình mới kết hợp được rồi mà. Được chưa ta? Cái gì đây? Tiếp theo là gì? Thư có gì không? Không có gì hết. Điểm danh hàng ngày. Ok, điểm danh. Này là gì đây? Nhận thưởng hả? Mình chưa điểm danh cái kia mà. Đó, thấy chưa? Năng động. Được nhận cái này quá phê. 10 10 10 10 10 rồi, 10 rồi. Rồi tiếp theo là thành tựu nữa hả? Ủa. Đây có cái này nè. Cái ba. Wow, đây là cái gì đây? Vé rút bài thường có thể rút gói nhân vật. Ok, thành tựu. Rồi không có gì cả. Đấu trường các kiểu. Rồi mình đi phiêu lưu tiếp nha bạn, đánh tiếp. Từ 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 từ. Hoạt động gì đấy? Không có gì hết. Rồi, quốc tiếp. À, tiếp theo chúng ta gặp sẽ là Canon X. Canon X là gì mình không hiểu nhưng mà mình sẽ đánh nó. Rồi, ra đi. Dạ. Ba đó với cái ba hả? Wow. Đây là những con quái thú không các bạn ơi. Cá mập trắng nè, mình rất là thích cá mập trắng. Công tới 1.600 luôn, mình sẽ thả ra. Không biết là bên kia có lá bài gì không ta? Mình thấy có lá bài 7 kìa. Không biết là bài 7 gì đây nữa. Đó, mình sẽ chọn con nào thấp thấp thôi. Mình cho con 1.000 năm ra trước đi. Rồi, tuyệt vời. Đánh được không ta? Không được. Ok, kết thúc lượt. Vậy là ta nên cho lá bài kia trước. Chết cha rồi, khóa tấn công. Mình không thể nào tấn công được. Phải không ta? Nó vừa thấy khóa, mình vừa thấy khóa tấn công mà. Rồng sao băng, con này tới 6 sao lận. Chưa có mang ra được. Ủa vậy? Phải chọn một quái hiến tế. À, mình hiến tế một con này là mình có thể đem ra được. Ok, từ 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 từ, không 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 không, con này tới 900 mà. Được rồi, mình lấy cái con 1.001 này ra nè, mình giết nó cái đã. Rồi từ từ chúng ta sẽ tính tới nó. Mày chết đi, đánh vô điểm gốc nè ngu người. Lát nữa mình cho con rồng sao băng ra sau. Kết thúc thôi.
Ôi trời ơi, con này gãy ngứa cho tao à. Rồi, được lắm, khóa phòng thủ. Thôi không cần phải khóa đâu, mình sẽ cho con này ra luôn. Mày giỡn mặt cái tao à, mình hiến tế con 1.000 đi. Đồng ý. Rồi mày xác định chưa? Mày xác định chưa? Rồi 1.800 nè. Ơi gì? What, cái gì vậy? Nó vừa xuất hiện lá bài gì vậy? Mình chưa hiểu lắm. Rồi mình không thể tấn công nó luôn. Không biết là có được không ta. Con này là cái gì đây? Bài 7 hả? Bài 7 gì đây? Quái tộc rồng phải ta tấn công sẽ kích hoạt. Tất cả quái tộc rồng người ta đều nhận được xuyên phòng thủ. Wow. Mình cho thêm con ngàn này ra rồi được không? Hết rồi. Vậy mình hết lượt mẹ ai. Con này là con gì đây? Nhìn ngáo vãi. Rồi, để mình cho nó chết. Con đó là 7 sĩ đúng không? Mình sẽ cho con 1.600 này ra. Ra đi em ơi. Mày chết đi chứ còn sống gì nữa. Trời ơi. Ui, cái gì nó vậy? Mày chưa biết chết đi nữa. Chưa biết chết đi nữa. Trời ơi. Win luôn. Thấy gì chưa? Đẳng cấp là như vậy. Quá phê bạn ơi. Đánh này phê quá. Rồi, để mình coi mình có thành tựu gì không đã. Điểm danh nữa hả? Cho điểm danh quay ấy. Tôi bỏ 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 bỏ. Cái này là tân thủ nè. Đó, được một cái giáp phản đòn, được lá bài 7. Quá ngon. Kích hoạt khi quái đối phương tấn công của quái phê ta tăng 300 công thủ. Ồ, ngon. Được đấy. Còn này là gì? Điểm danh online nữa hả? Sao nhiều vậy? Quá phê các bạn ơi. Thành tựu vẫn chưa có gì hết. Nè. Đây hả? Bộ bài. À, chúng ta kéo xuống. Ra thu thập. Wow, quá trời bài 7 luôn. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục. Trời ơi, mình đang rất là thấy phân loài đây. Rồi ok. Tiếp tục nha anh em. Trời ơi, mình đang rất là thích. À, tiếp theo là ai? Rồng đỏ y. Rồng đỏ y mình chơi luôn. Trời ơi, rồng đỏ y là cái gì? Mình bắt đầu thấy thích cái game này rồi. Anh em hãy subscribe kích quảng cáo nhiều cho mình đi. Và comment nè, mình sẽ chơi lại cho anh em coi tiếp tục những series khác. Rồi cái gì đây? Mình có một lá bài phép. Lá bài này tác dụng là gì? Trang bị dành cho quái tộc phù thủy. Quái nhận trang bị cộng 300 công thủ. Chỉ là phù thủy thôi nha các bạn. Không biết là mình có thể phù thủy hay không. Mình sẽ cho con 1.000 ra. Ok. Con này thì không được rồi. Con này là cái gì đây? Trang bị dành cho quái tộc chiến binh. Trời ơi chiến binh, bây giờ mình đặt con kia ra được rồi. Được 300 công thủ nè. À, kết thúc thôi chứ giờ biết làm sao. Cái gì vậy? Thuốc tê. Thuốc tê là gì? Chết cha rồi, mình chết queo luôn rồi bạn ơi. Khi đến lượt Feta tăng 500 LP. Cho nó vào đây. Mình có lá bài 7 rồi. Mình sẽ mang cái con chiến binh này ra. Chiến binh này ra mình không có làm gì được nó hết. Này là gì? Dành cho phe phù thủy này, mình cho chiến binh. Mình mà mang con này ra nó đánh mình chết nữa. Thôi đằng sau cũng lỡ rồi. Ok, từ từ cho con này ra đi. Con này đánh thì không chết được. Quá trời, mình đánh mà mình chết luôn kìa. Kỳ vậy. Vậy là con mình mà yếu hơn là mình đánh không được. Ok, rồi kết thúc cho rồi. Rất lòng thật. Làm giờ đánh mình te tua luôn. Chết cha rồi bạn ơi, sao nó nhiều vậy? Bài 7. Rồi ok, mình đã cộng được thêm 500. Tiếp theo mình sẽ ra con cá mập trắng. Rồi. Con này thuộc hiệu quả gì đây? Mình chưa biết con này là hiệu quả gì nữa. Con này phải chiến binh không? Không phải. Phù thủy cũng không phải luôn. Vậy mình chỉ giết được một đứa thôi. Ok, cũng được. Nó thì không đánh được mình. Ok, đó là một sự lợi hại đấy. Mày làm cái gì? Lại là thuốc tê à? Nó không làm gì được mình hết các bạn. Ui giời, cứ tới lượt mình là mình được cộng thêm 500 trên loài. Trên sân hai bên này có quái có thể kích hoạt phá hủy một quái đối phương. Rồi là đối phương sẽ nhận lại một quái về trong sân ta. Thôi bỏ đi. Tụi nó yếu xìu chứ có gì đâu mà. Đây, mình sẽ cho nó chết. Ba, mình bị dính thuốc tê rồi, không thể tấn công được. Ok, cho cái này ra nè. Đó, mình sẽ tăng được sức mạnh cho tấn chiến binh nha các bạn. Giết cái con 1K nè. Giết cái con 1K nè. Rồi, mình nghĩ là lượt mình kết thúc rồi. Kết thúc thôi. Ui giời, con này 700. Ui giời, cứ tới lượt mình là mình lại có thêm mấy trăm cái này ở bạn. Cái này quá phê luôn á. Mình thấy cái ân huệ của thần này ngon á. Khủng long hai đầu, ra luôn đi em. Em có là em cứ ra đi.
con này vẫn đang bị dính thuốc tê nha. Mày chưa biết chết đi nữa, mày chưa biết chết đi nữa. Ok rồi, kết thúc nha bạn, hết lượt rồi. Ôi sai ơi, mình lên 7.200 luôn rồi các bạn ơi. Người cá bắn cung hả? Ra luôn cho rồi đi, ở đây làm gì? Rồi, nó xác định với mình rồi, nó xác định với mình rồi. Cho mày chết nè con, cho mày chết nè con. Vẫn chưa chết, nó vẫn chưa chết các bạn. Khá là lì đòn. Ủa cái gì đây? Con này là con gì đấy? Đây là quái vật nghìn mắt. Trong cùng bộ bài có thể tối đa ba lá. Tà thần có thể thao túng lòng người. Ngàn mắt có thể nhìn thấu điều xấu trong lòng người là sao? Mình vẫn chưa hiểu lắm. Con này là con gì mình không ta không đánh được hả ta? Ok, cho này ra luôn. Đánh thử cái coi. Chết kìa, chết kìa. Chết thì chết đi chứ còn gì nữa. Bye bye. Ôi trời ơi, quên các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy cách mình đánh chưa? Mặc dù là mà lần đầu mình chơi mà mình cũng rõ vãi luôn. Đánh phê cả con mắt. Rồng trắng mắt xanh kìa. Ai có gì thì những clip sau mình sẽ tiếp tục. Nếu các bạn thích series game này hãy để lại comment cho mình biết, mình sẽ ra tiếp những series bắt sau. Và kể từ đó thì anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách like video, đăng ký kênh, subscribe và tiếp tục là nhiều quảng cáo cho mình nha. Ai cảm ơn các bạn. Mình xin bye bye các bạn nha. Ai có gì các bạn thích ngày mai mình sẽ quay lại với series này. Ngon 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 ngon. Game phê quá bạn ơi, mình bắt đầu thấy thích rồi đó. Nhận nè. Ui trời, mình bị nghiện cái game này con mẹ nó rồi các bạn ơi. Giờ phải làm sao đây? Một cái gì đây? Đây là huấn luyện hả? Rồi ok, thôi bỏ đi. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Cái gì thì anh em nhớ để lại comment cho mình biết, mình sẽ quay trở lại thôi. Rồi.